À, xin chào vị trả lời chương trình Trần Chuyện TV. Thì có một bản tin về tòa án ở tại một cái quận gọi là Central District ở bang California. Trong đó đó thì cái bản tin được đưa ra vào ngày 24 tháng 9 năm 2021, thì nói về việc của một cái người đàn ông, hay nói đúng hơn là một cụ mục sư. Và một cái cụ mục sư này đã có những hành vi lừa dối để mà biển thủ, hay nói đúng hơn là lừa đảo, để mà lấy một cái số tiền lên đến coi như là 33 triệu Mỹ Kim. Và cái số lượng mà người đó mà bị hại trong cái vụ án này có thể lên tới 355 người. Thì thật ra đó, cái vụ việc này thì bản án mà lừa đảo hay là nói chung là người ta chiếm đoạt tiền của nhau á, theo cái kiểu là lừa gạt, ở tại Hoa Kỳ cũng rất là nhiều. Và nó cũng là vụ án nhỏ thôi, vụ án cũng rất là phổ biến. Tuy nhiên á, thì trong cái vụ việc này đó là chúng ta muốn trao đổi là bởi vì nó diễn ra tại cái thành phố Westminster, một cái trung tâm mà của cái vùng Lý Đô Sài Gòn, một cái vùng gọi là thủ phủ của người Việt Nam. Và dĩ nhiên là cái nhà thờ và cái nơi mà cái ông cụ mục sư này hoạt động đó là cũng nằm trong cái thành phố Westminster. Và cái số nạn nhân đó là cũng có nhiều người gốc Việt, cho nên là thành ra chúng ta thấy rằng đây là cái vụ việc cũng đáng là chú ý. Thì cụ thể như là tại cái bản tin của tòa án đó thì họ đưa ra cho thấy rằng đây là cái người mà cụ mục sư và đã bị tòa án tuyên phạt là 14 năm tù giam. Cụ thể đó là cái bản tin nói rằng đó 168 tháng tù ở liên bang về cái tội là gọi là kêu gọi những người đầu tư rồi sau đó thì thực hiện cái hành vi gian dối và lừa gạt họ để mà đầu tư vào một cái tổ chức mang tên đó là một cái nhà thờ của cái ông này, là một tổ chức là Church of the Healthy Cell. Thì tổ chức mà tiếng Việt có thể đúng gọi là một cái tổ chức nhà thờ mà về cái sức khỏe của bản thân đó. Thì khi mà cái người đàn ông mang tên là Ken Whitney là 39 tuổi, một cái người mà trước đây thì ở một cái thành phố ở Newport Beach, cũng là một cái thành phố nằm trong cái quận Cam luôn. Và sau này thì ông này có những cái hành vi gian dối, là bây giờ đó thì tòa án cũng tuyên phạt rằng phải trả cho những cái người bị hại là 22 triệu 668 62 ngàn Mỹ Kim, còn 663 ngàn đó. Thì 22 triệu 663 ngàn, thì trong đó thì có rất là nhiều những cái người bị hại. Và đây là cái sự mà gian dối này đã được thực hiện từ hồi tháng 9 năm 2014 đến tháng 4 năm 2019. Và người ta đã điều tra và làm việc trong một thời gian rất là dài, và cho thấy rằng ông này cũng đã chính thức nhận tội vào hồi cuối năm 2020. Thì chúng ta thấy rằng cái việc mà cái hãng tin AP cũng đã có đăng tin rồi, nhiều cái hãng tin khác nữa, thí dụ như là đây là một cái tờ báo của ở phía bên California, tức như là KTLA 5 ha, cái đài truyền hình rất là lớn, và người ta cũng đưa cái bản tin này nói về cái việc một cái người mà mục sư đó đã cụ mục sư đã cũng đã có những cái sự sai phạm và đã bị tòa án tuyên phạt 14 năm tù giam. Thì đó là cái điều mà nhiều người cũng thấy rằng ở tại Hoa Kỳ đó, thì cái việc mà lợi dụng vào tôn giáo hoặc là sức cái uy tín của mình trong rất là nhiều các cái lĩnh vực, và người ta cũng có thể làm đưa ra các cái việc mà lừa đảo lẫn nhau. Thì ông cụ mục sư này đó là một cái người 39 tuổi, theo như cái bản tin của AP cho biết rằng là ông Ken Whitney, và ông ta đó thì là cụ mục sư của một cái nhà thờ. Và cái nhà thờ đó có tên viết tắt của tiếng Mỹ là CHS, tức nghĩa là Church of the Healthy, coi như là self, và nhà thờ vì bản thân sức khỏe của bản thân đó, và nó nằm ở Westminster của quận Cam. Và với cái mức án như vậy đó thì theo như cái văn phòng của công tố của quận Los Angeles, thì ông Whitney đã thực hiện cái hành vi lừa đảo này trong thời gian rất là dài. Và ông Whitney là cộng sự của ông ta nhắm vào cái cộng đồng người Việt nữa khi mà thực hiện các hành vi mà gọi là lừa đảo trên đó. Thì hồi năm ngoái, hồi cuối năm ngoái thì ông ta đã nhận tội. Thì chúng ta thấy rằng có những hình ảnh liên quan tới cái việc mà ông này tổ chức cái việc và
nguyên tiền đó ngay tại trong cái thủ phủ luôn, ngay tại trong cái vùng mà của người Việt. Ví dụ đây rõ ràng chúng ta thấy nè, cái nhà thờ Just for Healthy Sale ha, là dạ tiệc gây quỹ, đây là tiếng Việt đàng hoàng, và có hình ảnh của một số những cái người tham gia, nhưng mà người ta muốn che mặt đi là những cái người này lại, bởi vì về cái tính chất rất là riêng tư, chỉ chừa lại cái người mà gọi là cụ mục sư này thôi. Và chúng ta thấy rằng nhiều nạn nhân là người Việt Nam đã bị lừa đảo cái số tiền rất là lớn. Thì cụ thể đó chúng ta thấy rằng ông này để mà thực hiện các hành vi lừa đảo thì ông Whitney đã thực hiện cái việc mà kêu gọi đó, văn phòng của ông ta là một cái văn phòng mà xuất hiện trên rất là nhiều các cái chương trình truyền hình, rồi ngay cả chương trình YouTube, để mà kêu gọi vào cái đầu tư trực tiếp vào cái văn phòng CCHS của ông ta. Và cái chi nhánh đầu tư của ông này đó thì đã bị tố cáo, và người ta thấy rằng cái việc mà ông Whitney đã từng chỉ đạo và yêu cầu các cái đại diện của cái tổ chức CHS này, cái tổ chức nhà thờ của ông ta đó, để mà đưa ra những cái tuyên bố rất là sai lệch và tạo ra những cái sự hiểu lầm. Cụ thể như là nói rằng CHS Trust đó là đảm bảo cái tỷ lệ hoàn vốn hàng năm, nói là tỷ lệ thỏa thuận về cái lãi suất lên tới 12% hàng năm, và đưa ra những cái đảm bảo như thế này làm tạo ra một sự sai lệch. Và người ta thấy rằng CHS Trust đó nói rằng cái việc mà hoàn lại tiền gốc mà không có bất cứ một cái sự rủi ro nào, cũng như là nói rằng nó đã được đảm bảo bởi liên bang về vấn đề mà bảo hiểm của liên bang, rồi lợi nhuận mà người ta thấy rằng trước đây đó thì nó làm việc mà nó được kiểm toán bởi một cái công ty kế toán rất là nổi tiếng là KPMG, đủ thứ chuyện hết. Thì việc mà đưa ra những cái thông tin sai lệch như thế để mà những nhà đầu tư hay là những cái người mà bị kêu gọi đó, thì người ta đổ xô tiền vào trong đây, thì người ta nói rằng đó là những hành vi gian dối. Thì thật ra là theo luật pháp Việt Nam cũng vậy thôi, đối với các cái tội lừa đảo thì nó cũng như vậy. Khi mà đưa ra những cái thông tin mà nó không đúng, mà những cái thông tin để mà làm cho người khác họ tin rằng đó là thật, để mà họ tin tưởng, họ họ đưa vào, thì cái hành vi đó là gọi là lừa đảo. Và trên thực tế đó thì cơ quan điều tra người ta thấy được rằng là rất ít những cái tiền mà của những nhà đầu tư, những người mà họ gửi tiền vào đó đã được đi vào bất cứ một cái tài khoản giao dịch nào, tức nghĩa là họ không có đầu tư đâu hết. Cái ông cụ mục sư này không có đầu tư cái số tiền đó vào thí dụ như cái quỹ nào hay là làm ăn ra làm sao hết. Và chính vì dựa vào những cái tuyên bố rồi sai lầm như vậy đó mà nhiều người đầu tư là những cái nạn nhân đã gửi hơn 33 triệu đô la để mà cho cái tổ chức CSS này, tổ chức nhà thờ này. Và một phần của cái kế hoạch đó thì ông Whitney đã chỉ đạo cho các cái ngành thuộc cấp á, hay là những người mà cộng sự, rồi ngay tại bản thân của ông ta là đưa ra các cái báo cáo hàng tháng, thì hàng tháng vẫn đưa ra những cái báo cáo đó gọi là sai lệch về vấn đề đầu tư, giống như là gọi là những cái báo cáo giả đó, và gửi về cho từng người để mà ru ngủ cho những cái nhà đầu tư, để cho người ta tưởng rằng đó là những cái báo cáo thật. Và trong những cái báo cáo đó thì tạo ra cho thấy rằng cái việc đầu tư ở đâu và làm ăn sinh lãi, rồi nó cái tính hiệu quả của cái đồng vốn nó như thế nào. Cho nên đây cũng là một hành vi gian dối nữa, một hành vi mà người ta nói rằng để mà lừa mắt thiên hạ, để rồi cuối cùng đó người ta tin rằng đó là cái sự thật. Thì người ta thấy rằng ông này đó thì cũng đã có trích ra khoảng chừng 11 triệu Mỹ kim trong cái số mà ông ta lừa đảo mà 33 triệu đó, thì cũng đã sử dụng 11 triệu để mà trả ngược lại theo cái kiểu mà người ta gọi là cái chương trình gọi là Ponzi đó, cái chương trình mà lấy của cái người sau để mà trả cho người trước theo cái kiểu là giật gấu vá vai đó. Và đây là cái cách mà ông Whitney đã làm và đã rơi vào cái tình trạng mà nó mất cái cân đối, và ông Whitney cũng cố ý ký và nộp vào những cái tờ khai thuế thu nhập liên bang sai nữa. Nói chung là cơ quan điều tra của Mỹ cũng xác định rằng ông này đã khai báo sai về vấn đề mà thuế. Thì rõ ràng là góc độ mà trốn thuế ở Hoa Kỳ đó, làm cho thất thoát thuế là cũng một trọng tội, và người ta xử rất là nặng.
Và cụ thể đó thì như là trong năm 2018 chẳng hạn thì ông này chỉ khai rằng là thu nhập chỉ có 17.539 đồng thôi. Nhưng mà cái thu nhập thực sự của ông ta trong năm đó ít nhất đó là khoảng chừng 452.872 đô la, tức là gần khoảng nửa triệu đô la. Thu nhập gần nửa triệu đô la nhưng mà lại khai chỉ có 17.500 thôi. Thì trong đó đó khoảng 435.333 đô la đó là được thông qua cái vụ gian lận của cái tổ chức nhà thờ của ông ta, như là Church Healthy Sale. Và cái kết quả đó là cái khoản thuế bị mất á, ít nhất là 130.808 đồng. Nói chung rằng đây là cái khoản mà người ta truy tố, đây là cái khoản mà nói rằng ông này là trốn thuế. Vì vậy thì trong cái quá trình điều tra thì cảnh sát hình sự của Mỹ, đó là cái tổ chức, cái cảnh sát mà gọi là FBI, rồi ngay cả IRS, IRS là cái cơ quan thuế vụ của Hoa Kỳ, thì IRS ở tại Hoa Kỳ đó họ có quyền lực rất là lớn. Và họ khi mà ở người dân ở tại Hoa Kỳ khi mà nghe nói cái tổ chức IRS thì ai cũng sợ. Nói chung rằng người ta sợ rằng bị soi cái vấn đề thuế má, rồi có khi bị phạt, rồi thậm chí người ta có cái quyền để mà khởi tố nữa, và người ta có thể là lôi cái cá nhân người đó ra để mà trừng trị rất là nặng. Cho nên ở Mỹ đó người ta nói rằng tốt nhất là đừng có vi phạm pháp luật, và cũng tốt nhất là đừng có bao giờ thiếu thuế cả. Bởi vì thiếu thuế đó thì là một điều khó mà tránh khỏi. Có thể là thiếu được, nói chung là né thuế được năm nay, gian dối được năm kia, nhưng mà người ta vẫn có thể khơi lại, và trong nhiều năm liên tục người ta vẫn có thể khôi phục cái hồ sơ đó để mà điều tra. Thì trong cái quá trình điều tra này thì cái ủy ban gọi là chứng khoán đó, và ngay cả cái giao và cũng đã có những cái sự hỗ trợ, nói chung là có sự phối hợp để mà giúp cho cơ quan điều tra làm hình sự FBI của Hoa Kỳ phá cái vụ án này. Nói chung thì cái vụ án này là cái vụ án rất là đặc biệt, và thông qua cái vụ này đó thì chúng ta mới thấy được rằng là ông này thì cũng có một cái điều rất là đặc biệt nha, một cái người lừa đảo mà không biết tại sao lại trở thành là một cái cụ mục sư nữa, mà cũng có một cái nhà thờ. Và ông này thì cho biết rằng đó thì hồi năm khi mà thành lập vào năm nhà thờ vào năm 2014 đó, thì trong cái lúc đó đó ông thành lập cái nhà thờ chỉ sau 3 tháng thôi, 3 tháng mà ông ta vừa ra khỏi tù. Tức nghĩa là ông này đã trước đó cũng đã từng ở tù rồi, ở tù trong cái thời gian gọi là 44 tháng, có lẽ là chỉ có 2 năm thôi, 2 năm mấy hả, coi như không phải là 2 năm mấy, 3 năm, 3 năm mấy đó. Thì cái việc mà ông ta ở tù như vậy thì đã ra tù mà cũng vì một cái tội danh tương tự, đó là tội lừa đảo. Mà một cái tội lừa đảo thì lại đi thành lập một cái nhà thờ, rồi rồi đứng ra để mà giảng đạo nữa, rồi chắc có lẽ là vì thông qua các cái việc mà giảng đạo đó mà ông ta đã rồi ngay cả cái việc mà thành lập một cái tổ chức, cái việc mà để thu hút các cái tài khoản thông, rồi kêu gọi người ta đầu tư vào để mà đảm bảo các cái lợi nhuận các thứ này, cuối cùng thì lấy các số tiền đó. Thì đây là cái vụ lừa đảo cũng khá là điển hình. Thật ra thì trong cộng đồng Việt Nam nó cũng có những người đã lừa đảo, ngay cả người Việt với người Việt. Rồi chúng ta đã từng thấy rằng là người Việt nhiều cái trường hợp, như trước đây có một cái vụ án một cái công ty địa ốc, thậm chí là nói rằng mua nhà cho các cái khách hàng, rồi người ta mua nhưng mà không có làm giấy tờ, rồi cuối cùng thì biển thủ cái số tiền đó, rồi gian dối trong cái việc mà đầu tư, rồi nhiều cái chương trình đầu tư cũng đã bị phát hiện và đang bị phanh phui, thậm chí là đem ra khởi tố nữa. Thì cái sự lừa đảo thật ra ở đâu cũng có, đừng có nói là ở nước Mỹ luật pháp tốt, là những người ở Mỹ là những người văn minh hay là những người chấp hành pháp luật, không có đâu, người ta vẫn vẫn lừa đảo. Và qua cái vụ này cũng thấy rằng những người mà mặc áo nhà tu đó trong thời gian vừa qua thì dĩ nhiên là chúng ta không có nói vào cái đạo giáo nào cả, ngay cả vấn đề Thiên Chúa giáo, ngay cả Tin Lành, ngay cả Phật giáo đi nữa, hay bất cứ một cái tôn giáo nào, thì họ có những cái chân tu, những cái người mà gọi là tu chân chính, nhưng mà bên cạnh đó cũng có người đó họ lợi dụng vào cái tôn giáo và họ trục lợi, và họ cũng đi sai lệch rất là nhiều trong vấn đề mà gọi là hành đạo.
Thí dụ như những người mà đứng trên cái bục giảng với tư cách là mục sư, lúc nào cũng nói rằng là kính yêu Chúa, là tinh thần thương yêu nhau, vùng bọc giúp đỡ nhau, có người phải hy sinh và phải chết vì nhau, đủ thứ chuyện hết. Nhưng mà cuối cùng thì người ta thấy rằng như cái ông này đó đã lừa những cái số tiền của người ta, lấy những số tiền mà số tiền của người Mỹ đó, thì dĩ nhiên là người ta làm việc rất là cực khổ bằng cái mồ hôi, bằng cái sức lực của họ để mà họ có những cái thu nhập như vậy. Và vì tin tưởng vào những cái người gọi là lãnh đạo tinh thần, hay là những người mà nằm trong cái tôn giáo, và người ta tưởng rằng những người đó là sống có cái đạo đức, cho nên thường đó thì trong cái giới này là cái giới mà dễ có cái cảm tình, dễ lấy cái niềm tin của các khách hàng hơn, cho nên là họ đã lợi dụng. Nhưng mà thật ra thì luật pháp của Hoa Kỳ họ cũng có rất là nhiều các quy định, thí dụ như các cái tổ chức mà tôn giáo đó là họ không có được phép trục lợi, nó gọi là phi lợi nhuận, và ngay cả luật pháp cũng hạn chế rất là nhiều, họ không có cho vấn đề của kinh doanh trong vấn đề mà làm ăn kinh tế đi nữa. Thí dụ như phải thành lập ra một cái tổ chức riêng, một cái cơ sở làm ăn riêng, chứ không thể nói rằng cái nhập nhằng giữa cái vai trò này vai trò kia. Và vai trò của mục sư đó thì chúng ta thấy rằng có khi người ta cũng vỗ ngực xưng tên đủ cái chuyện, những người nhà tu, những cái ông thầy tu, rồi những người làm từ thiện chẳng hạn, thì lúc nào cũng núp dưới cái bóng dáng là đạo đức. Nhưng mà vấn đề ở đây đó, người ta muốn nói rằng vấn đề mà pháp luật mới quan trọng, chứ không thể nói rằng mình kính yêu Chúa, mình thương người, phải sống hy sinh, hoặc là phải làm từ thiện, phải sám hối, phải yêu Phật pháp hay là gì, bất cứ cái gì hết. Vấn đề ở chỗ là cái hành động của họ như thế nào và họ làm gì đi nữa thì họ không phải tuân thủ pháp luật. Chứ còn đi ra giới thiệu đủ thứ chuyện hết, rồi phải ra phân tích đánh giá, rồi đưa ra những cái lý luận đó rất là sai. Và có người thì cũng nằm ở trong góc độ tôn giáo nhưng mà lại can thiệp vào vấn đề chính trị, khi mà ủng hộ bên này đấu đá bên kia, hoặc là ngầm ủng hộ cho cái nhóm này nhóm nọ chẳng hạn, rồi đưa ra những cái thông điệp, những cái điều rất là sai, và người ta thấy nó vi phạm rất là nhiều. Bởi vì những người làm công tôn giáo đó họ không có được phép can thiệp vấn đề chính trị, họ không được tham gia chính trị, và ngay cả góc độ luật pháp cũng vậy, hay là hành nghề ở tại Hoa Kỳ cũng vậy, thì phải có cái giấy phép. Thí dụ như những người mà làm trong cái lĩnh vực đầu tư như thế này thì phải được phép, phải có được phép của chính phủ, và có cái giấy hành nghề người ta mới được làm, mới được huy động vốn, mới được lập ra các cái cơ quan tư vấn về đầu tư, chứ không phải mà tự nhiên mình là mục sư mình có thể là kêu gọi rồi người khác họ bỏ tiền vào mình để rồi cuối cùng mình làm những cái điều rất là bậy. Và chắc chắn một điều rằng ông này thì báo chí không có nói rằng ông ta có cái giấy phép hành nghề đấy không, nhưng mà chúng ta cũng thừa biết được rằng thì ông này có thể là không bao giờ có cái giấy phép. Bởi vì trước đó hồi năm 2014, trước khi mà thành lập cái nhà thờ đó, thì ông này đã từng ở tù 44 tháng về cái tội cũng là lừa đảo. Mà những người đã từng bị vào cái tội lừa đảo và liên nghe vấn đề tiền bạc đó, thì luật pháp của Hoa Kỳ họ sẽ không bao giờ cấp cái giấy chứng nhận cho những người đó để mà tiến hành làm những cái công việc liên quan đến vấn đề tiền bạc. Cho nên chúng ta thấy rằng những cái ngành nghề khác cũng vậy, có những người cũng nói là mục sư hay là những người tôn giáo, hoặc là ngay cả thành lập một cái văn phòng làm cái vấn đề này vấn đề khác, thì cái chuyện đó cũng có xảy ra. Thí dụ như có mục sư cũng thành lập ra những cái tiệm về bán mỹ phẩm chẳng hạn, hay là làm sắc đẹp chẳng hạn, hay là ngay cả mở một cái văn phòng làm dịch vụ giấy tờ gì đó, một thủ tục nào đó cho các cái khách hàng, thì cái chuyện đó rất là bình thường. Tuy nhiên thì trong cái phạm vi giấy phép thôi, dĩ nhiên là giấy phép họ cấp phép cho mình làm cái vấn đề đó, mình chỉ làm trong vấn đề đó thôi, mình không thể làm cái vấn đề khác được. Thí dụ như ở tại Mỹ đó, những người mà chỉ có luật sư mới được phép hành nghề những vấn đề pháp luật, vẫn có mới được phép lý giải hay là giải thích về vấn đề pháp luật, thậm chí rằng tư vấn về những vấn đề pháp luật. Mặc dù mình là một cái công dân, theo quy định của bất cứ một quốc gia nào thì công dân phải hiểu pháp luật, công dân phải nắm vững pháp luật, tuy nhiên để hành nghề mà vì cái việc mà giải thích hay tư vấn pháp luật đó để mà mình có tiền đó, thì nếu như mình không được cấp giấy chứng nhận thì mình không được phép. Đó là cái điều rất là rõ ràng, ngay tại Việt Nam cũng vậy.
Và chỉ có luật sư chẳng hạn, hay là những người mà nằm trong cái giới luật gia, hay những người mà được cấp các cái giấy phép, người ta mới được quyền. Ở tại Mỹ thì càng khắt khe hơn. Chúng ta thấy rằng có khá nhiều các cái luật sư hay là những người mà học từ ở các cái nước khác chẳng hạn, thậm chí là những nước đồng minh của Hoa Kỳ nữa, nhưng mà khi đến Hoa Kỳ vẫn không được phép hành nghề, hoặc là mình nhận tiền người khác, mình nói là mình tư vấn vấn đề pháp luật của Hoa Kỳ, mặc dù là mình rất là rõ về cái luật đó đó, nhưng mà mình không được phép làm như vậy. Mình làm như vậy mà mình nhận tiền người ta, đó là đã sai rồi, đừng có nói chi mà quảng cáo ở trên đài hoặc là trên TV, trên báo chí, hay là ngay cả trên các hệ thống YouTube. Thì chính vì cái ông mục sư Whitney này, ông ta rất là sai. Sai, ông ta đã quảng cáo rất là nhiều rồi, tổ chức các cái buổi dạ tiệc gây quỹ, và nó nhập nhằng rất là rõ giữa các cái tổ chức cái charity, tức là những cái tổ chức mà làm từ thiện, với cái tổ chức quyên tiền của cái nhà thờ Church for Health Sale của ông ta. Cho nên rằng đó là cái điều mà cái tội đó, nó rất là rõ. Và hồi cuối năm ngoái thì ông này, trước cái sự điều tra và những cái cáo buộc rất là rõ ràng như vậy, ông ta phải nhận tội thôi. Nhận tội bằng thơ, và thông qua cái cuộc nhận tội đó thì đến hôm nay thì tòa án họ đã đưa ra cái phán quyết. Và cái phán quyết mà trước một cái tội lừa đảo lên tới 14 năm tù là một cái tội rất là nặng. Chúng ta thấy rằng cái số tiền đó nó chỉ dừng lại là bao nhiêu, 20 mấy triệu, nhưng mà cái số tù đó là rất là nặng. Và một lần nữa đó, cảnh báo rằng cái cộng đồng của người Việt Nam ở tại hải ngoại, nhiều khi họ rất là tin, họ rất là dễ dàng để mà mở các cái hầu bao ra để mà rót tiền vào tổ chức này tổ chức khác. Ngay cả những cái người mà họ nói ngon ngọt, hoặc là họ mặc cái áo vest mà mặc dưới cái lớp áo thụng của những cái thầy tu chẳng hạn, để rồi cuối cùng họ trở thành những cái nạn nhân. Và lẽ ra phải biết đầu tư vào những cái vấn đề nó mang tính chất chuyên nghiệp. Khi mà mình gia chạm vào bất cứ một cái lĩnh vực nào thì cần thiết là phải sử dụng và cần thiết phải tiếp xúc đúng người. Thí dụ như liên quan đến pháp lý thì mình phải gặp luật sư, mà khi mà đến văn phòng luật sư đó cũng phải coi rất là rõ là người ta có cái bằng cấp hay không, và những cái bằng cấp đó nó cũng được niêm yết trong cái văn phòng của họ, và mình coi họ nó có hoạt động hay không, và nó người đó là tên gì, họ gì, và mình tiếp xúc đúng người hay không. Còn mình bệnh phải đến bác sĩ chứ không thể gặp thầy lang được, và không thể gặp những cái ông thần y mà lang băm được. Và khi mà gặp bất cứ một vấn đề đầu tư cũng vậy, những cái chuyên gia tài chính phải là những người có học vị, những người có giấy phép hẳn hoi. Trước giờ đó thì nhiều người Việt Nam ở tại Hoa Kỳ cứ mở miệng ra chê Việt Nam, hay là mở miệng ra tự hào ở Hoa Kỳ lúc nào làm nghề nào cũng có giấy phép, nghề nào cũng phải có bằng cấp, rồi ngay cả làm nail, làm tóc, làm những cái vấn đề xây dựng, sửa chữa nhà cửa, chút đỉnh gì đó bắt buộc phải có giấy phép hết. Nhưng mà cuối cùng thì họ lại trở thành những cái nạn nhân khi mà tin tưởng quá nhiều vào những người không có giấy phép. Cứ thấy rằng ông ta mục sư, ông ta nói về những cái vấn đề tình yêu của Thiên Chúa, về vấn đề vị tha của tha nhân, rồi đủ thứ chuyện hết. Rồi ông ta tự xưng rằng ông ta hiểu biết về vấn đề đầu tư và có khả năng là sinh lợi đảm bảo thế này, đảm bảo như thế kia, hoặc là nói là giải thích về vấn đề pháp luật và tư vấn về vấn đề này vấn đề kia. Thì mục sư là mục sư, còn tư vấn là tư vấn. Dĩ nhiên là mục sư cũng có thể là học luật, vẫn có thể là trở thành luật sư, nhưng mà khi nào anh trở thành luật sư đã, khi nào anh đã có những cái bằng cấp, hay là khi nào có những cái chứng chỉ để mà được phép tư vấn những cái vấn đề đó thì hãy nói. Trong khi họ không có, họ chưa có gì cả, nhưng mà họ vẫn có thể là lừa mị, thậm chí là quảng cáo rất là thoải mái ở trên cái cộng đồng này. Và chính vì vậy thì rất là nhiều người họ đã bị lao vào. Thì trở lại một cái cách quảng cáo nữa, thì cái hệ thống YouTube hay là ngay cả truyền hình, truyền thanh, Việt ngữ đi nữa, ở tại cái khu vực đó, cái cộng đồng người Việt Nam thì rõ ràng họ quảng cáo cũng khá là thiếu trách nhiệm. Bởi vì vì cái mục tiêu là sao? Thường thì họ hay dùng cái từ ngữ rằng là đó là cái chương trình quảng cáo của những cái giới doanh nghiệp đó, hay là giới doanh gia đó, và nếu như có bất cứ một cái sự khiếu nại hay là sự trao đổi gì thì nên liên hệ trực tiếp, và cái đài chúng tôi là không chịu trách nhiệm, chương trình của chúng tôi là không chịu trách nhiệm. Nói chung là họ rất là vô trách nhiệm, bởi vì sao, họ mướn tôi quảng cáo thôi. Và tôi thấy rằng có những điều không cần làm rõ đi nữa thì tôi cũng vẫn cứ quảng cáo, bởi vì nó có tiền. Còn trong đó nó có khuất tất hay là nó có thật sự hay không thì hãy đi hỏi họ. Thí dụ như một cái người họ lên họ
họ quảng cáo, họ nói tôi là luật sư gì nó minh giang, tôi sẽ làm tư vấn như thế kia, thì lẽ ra anh là cái người phải hỏi đó, anh minh giang, anh là luật sư, anh có cái bằng cấp hay không, hoặc là tôi là bác sĩ này kia nọ, thì anh phải nói anh minh giang anh có bác sĩ hay không, có bằng cấp của anh là ai, anh làm ở nhà ở bệnh viện nào, văn phòng anh, phòng mạch anh ở đâu. Trong khi họ không đòi hỏi, họ không có làm rõ cái tư cách của cá nhân đó, nhưng mà họ vẫn quảng cáo. Và những cái quảng cáo đó là cái gì, là cái con đường, hay nói đúng hơn là một sự tiếp tay rất là lớn để mà dẫn dắt các cái nạn nhân là cộng đồng người Việt Nam. Nhiều người Việt Nam đã trở thành làm những cái con thiêu thân để mà lao vào những vấn đề đó. Trước đây cũng vậy, trong một cái vụ án mà liên quan đến vấn đề mà công ty địa ốc của người Việt làm chủ, thì rõ ràng cũng có khá nhiều các cái sự đầu tư, có khá nhiều các sự quảng cáo, và những cái sự quảng cáo đó nó đã đánh lừa dư luận. Rồi trong một cái công ty nữa khác nữa, về vấn đề mà đầu tư chứng khoán, đầu tư gọi là gom tiền đầu tư cho người ta đó, để mà giúp cho cái việc mà đầu tư, thì họ cũng quảng cáo rất là nhiều, thậm chí là người ta thấy có sự xuất hiện của những ông to mặt lớn thì làm cho người ta tin tưởng hơn. Thì chúng ta phải hiểu được rằng những người mà họ lừa đảo đó, lúc nào họ cũng phải tạo ra cái bộ diện mạo bên ngoài theo kiểu rất là đạo mạo, rất là tin tưởng, rất là cao sang, rất là quyền quý, rất là trí tuệ và rất là quen biết, và cái uy tín rất là cao, để làm chi, để mà chúng ta tin tưởng mà đưa tiền cho họ. Thì họ đội lốt rất là nhiều, và đây là một cái bài học rất là lớn cho cái cộng đồng Việt Nam, cái cộng đồng mà lẽ ra nói rằng là ở một cái xứ sở rất là giàu, một cái nơi tiên tiến, một cái thủ phủ tị nạn, nhưng mà cuối cùng cũng trở thành nạn nhân. Dĩ nhiên là ông này là người người Mỹ trắng nha, chứ nếu như mà đây là người Việt Nam thì thật ra cũng đã từng có những cái vụ án mà người Việt Nam coi như là cắn người Việt Nam rồi, chứ không phải không có. Người Việt Nam cũng vẫn lừa đảo người Việt Nam bình thường, và những cái tội này là cái tội khá phổ biến ở Hoa Kỳ, cho thấy rằng chúng ta không rất là cẩn thận trước những cái người, hay nói chung là những cái tổ chức mà họ họ khuất trương đó, nhiều khi họ nói lung tung hết, và thậm chí là họ có cái bộ vó nó chỉnh chu, có nhiều người thắt cà vạt, mặc áo vest rồi lên làm như là những người rất đàng hoàng, nhưng mà chúng ta không có biết được. Nói chung là phải kỹ lưỡng, khi mà một cái người thầy tu mà có cái tài sản quá nhiều thì chúng ta phải xem lại, có nhà, có cửa, có xe, có đủ thứ chuyện hết, có đầu tư chứng khoán, có ngồi khoe giàu, khoe có đủ thứ chuyện, thì đó là một cái điều nó rất là bất ngờ, cái điều đó nó không có đúng với những người tu chân chính. Dĩ nhiên là chúng ta thấy rằng không ai cấm những người tu là họ có thể làm ăn, họ có thể làm sinh sống, nhưng mà cái góc độ, cái ranh giới của nó là chỗ nào, nó ra cái đó, và người ta có lợi dụng cái vị thế của họ hay không, hoặc là họ có lừa đảo hay không, đó mới là vấn đề. Và qua cái vụ này thì rõ ràng chúng ta thấy nó nói được rất là nhiều điều, ngay tại thủ phủ này mà người Việt vẫn trở thành cái nạn nhân của cái tội lừa đảo. Và cái tội lừa đảo như vậy đó, là ở Mỹ người ta không có, người ta không bao giờ họ họ bao che những cái tội như vậy. Nói chung là khi mà có sự khiếu nại thì ta sẽ giải quyết, nhưng mà để mà được giải quyết đó thì mình cũng đã sứt đầu lỗ trán rồi. 22 triệu này thì các ông cụ mục sư này không biết ông có tiền đủ để ông trả hay không, mà nếu họ không trả thì ông ở tù thì thôi thôi, và những cái nạn nhân thì mất tiền, và những cái nạn nhân mà mất tiền như vậy đó thì phải chịu. Nói chung là không thể nào. Trước đây thì họ tin rằng gửi tiền cho ông này là có một cái bảo hiểm, bởi vì ông mục sư đó ông nói rằng có bảo hiểm của liên bang đủ cái chuyện hết, nhưng mà cuối cùng cũng có. Và để mà pháp luật mà họ can thiệp đó thì mình phải tiến hành kiện thưa cực lắm, phải tốn tiền luật sư, rồi ngay cả phải mất rất là nhiều thời gian, và để kiện người ta cũng đã khó nữa, phải thu thập các cái chứng cứ nữa, rồi nó nhiều thứ lắm. Cho nên tốt nhất là gì, thay vì mình ào ào á lúc đầu để mà bỏ tiền ra thì phải xem xét kỹ. Nói chung là mình phải cẩn thận ngay cả các cái đài truyền hình nữa, ngay cả báo chí nữa, ngay cả cái hệ thống YouTube nữa. Bởi vì bây giờ họ quảng cáo rất là loạn xạ, họ quảng cáo thuốc men, quảng cáo ngành nghề, họ quảng cáo đủ thứ chuyện hết, nào là chuyên gia, cái gì cũng chuyên gia tài chính, chuyên gia y tế, chuyên gia cái nào cũng là hạng nhất, cái nào cũng hoàn vũ, cái nào cũng là sinh lợi, cái nào đủ thứ chuyện hết. Và họ nói là một chuyện, chúng ta phải cẩn trọng. Và những người ở, dĩ nhiên là ai có tiền thì người ta có cái quyền quyết định riêng của họ, không có ai dạy khôn hết, nhưng mà ở góc độ pháp lý thì
chắc chắn một điều rằng là mình phải thận trọng thôi, chứ đừng bao giờ nghĩ rằng ở luật pháp Mỹ nghiêm lắm, họ không dám làm, không ai không dám đâu. Nó bán trời còn được nữa, đừng có nói không dám, nó lừa đảo, nó có thể là cướp được cái gì nó cũng cướp nữa, chứ đừng có nói. Bao nhiêu các vụ án nó xảy ra rồi, đâu phải là vụ này không đâu. Cho nên là mình không kỹ lưỡng thì mình sẽ trở thành nạn nhân thôi. Đó là cái điều rất là đáng tiếc, và nó lại xảy ra ngay tại thủ phủ người Việt Nam ở tại hải ngoại, đó là ngay tại thành phố Westminster. Đó là cái điều mà chúng ta muốn chia sẻ ngày hôm nay. Rất là cảm ơn quý vị, sẽ trở lại trong một chương trình khác. Xin kính chào.